giờ sẵn Kim Anh chống nắng rồi, Kim Anh like cho cả nhà mình coi luôn. Đó thì mình để mặt mộc vậy nè. Thật ra đáng lý đúng ra là mình trước khi mình đi ra ngoài đường á là mình phải chống nắng trước. Đó, mình phải chống nắng trước, nhưng mà tại nãy cái sáng Kim Anh đi lật đật có Kim Anh quên rồi, lên xe mệt quá ngủ. Nên bây giờ thấy nắng quá sợ nè, sợ phải chống nắng nè. Thì hiện bây giờ cái loại này là loại kem chống nắng mới nhất và là cũng là cao cấp nhất của bên Laura Sunshine. Thì nó là một cái dạng kem lót, kem nền luôn. Nó có một cái màu hồng da rất là đẹp bạn, có màu hồng phấn. Là khi mình đánh lên á, cái da mình rất là đẹp nha. Mà nó mịn, nó có một cái lớp kem lót dễ thương lắm luôn. Đó, Kim Anh không có make up gì hết, Kim Anh chỉ đánh đúng cái kem lót này thôi. Bây giờ Kim Anh đánh lại cho cả nhà mình coi nha. Cái này được sản xuất tại Hàn Quốc mà nhìn nó rất là hot luôn, nhìn nó rất dễ thương lắm luôn á. Nè. Nó có một cái màu hồng gưng lắm. Giá là 480 nha các chị em. Các chị em mình liên hệ đến các nhà phân phối, các đại lý, các cộng tác viên. Đó. Nè, khi mà mình đánh ra nó có một cái lớp kem lót như vậy đó. Đó,